huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xây dựng lối chơi U23 Việt Nam theo phong cách huấn luyện viên Chu Xie. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn muốn xây dựng U23 Việt Nam với triết lý chơi bóng tương đồng đội tuyển Việt Nam nhằm đào tạo ra những gương mặt kế cận sẵn sàng khoác áo đội tuyển trong tương lai. Chiều ngày 8 tháng 8, ông Hoàng Anh Tuấn ra mắt truyền thông trên cương vị huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan. Từng huấn luyện nhiều cấp độ trẻ Việt Nam như U17, U20, nhưng đây mới là lần hiếm hoi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nắm quyền ở U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng học trò dự giải U23 Đông Nam Á với tư cách đương kim vô địch. Dù mang tới Thái Lan nòng cốt đội hình U20 với nhiều cầu thủ đang chơi cho các đội hạng nhất, hạng nhì, nhưng ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình. Mỗi năm bóng đá lại có sự thay đổi khác, năm ngoái chúng tôi vô địch nhưng năm nay không có nghĩa mặc nhiên sẽ như vậy. Hãy nhìn vào mục tiêu chiến lược của VFF U23 Việt Nam sẽ tham dự 3 giải đấu trong 5 tháng còn lại của năm 2023. VFF đã dành sự ưu tiên cho vòng loại U23 châu Á. Sân chơi U23 Đông Nam Á và ASEAN 19 là bước đệm cho cầu thủ, tạo ra lực lượng kế cận để huấn luyện viên Chu Xie có lực lượng nhân sự đảm bảo cho giải U23 châu Á. Do đó, danh sách lần này có nhiều cầu thủ trẻ 17, 18, 19 hay 20 tuổi. Tôi chỉ có thể trả lời là trong phạm vi chuyên môn, đó là U23 Việt Nam sẽ ưu tiên tích lũy trải nghiệm nhưng chắc chắn sẽ định hình lối chơi, làm sao để tìm thêm được gương mặt triển vọng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định. Ở giải U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam nằm cùng bảng U23 Philippines và U23 Lào. Giải đấu diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 8. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, lấy 3 đội nhất bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào bán kết. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ Thật ra ở giải U23 Đông Nam Á, mục tiêu của U23 Việt Nam là chuẩn bị cho lực lượng kế cận cho U23 châu Á. Các cầu thủ trẻ cần rèn luyện nhiều, chuẩn bị về chuyên môn để lực lượng kế cận đáp ứng yêu cầu. Điều này cũng có nghĩa U23 Việt Nam không chỉ cần tấn công mà phòng ngự cũng cần tốt. Tôi muốn các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt để sau này khi lên đội tuyển Việt Nam, họ đáp ứng được yêu cầu của huấn luyện viên trưởng. Còn về áp lực, U23 Việt Nam luôn xác định ở mỗi giải đấu chúng ta có chiến lược gì áp dụng thế nào. Với tôi, áp lực lớn nhất là sau giải đấu giới thiệu được bao nhiêu gương mặt. VFF không giao mục tiêu cụ thể nhưng không có nghĩa chúng tôi chơi tùy tiện. Mục tiêu cuối cùng của U23 Việt Nam là giúp cầu thủ có trải nghiệm tốt nhất, bài học tốt nhất, sẵn sàng tham gia đội tuyển ở cấp độ cao hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói thêm, huấn luyện viên Chu Xie có hỏi tôi ở đợt tập trung lần này, tôi triệu tập bao nhiêu cầu thủ, cầu thủ nhỏ nhất bao nhiêu tuổi, lớn nhất bao nhiêu tuổi. Chúng tôi có sự tương đồng, với nhiệm vụ tạo nên lứa cầu thủ phù hợp với đội tuyển quốc gia. Lối chơi của huấn luyện viên Chu Xie là kiểm soát bóng, tấn công, còn nhiệm vụ của chúng tôi là tạo nên lứa cầu thủ đá đúng sở trường nhanh nhẹn, khéo léo, đó là lối chơi tuyệt vời. Đó là sự tương đồng về cách xây dựng đội bóng. Nhiệm vụ của tôi cùng U23 Việt Nam là đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật theo định hướng của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Trên sân cũng như trong buổi tập, chúng tôi luôn coi đội tuyển như lớp học. Có học trò giỏi, có học trò làm chưa tốt nhiệm vụ của tôi là sửa chữa sao cho họ tốt hơn. Tôi cũng nói rõ ràng, rằng luôn cho phép cầu thủ sai và sửa để khi vào thi đấu không sai nữa. Ở trên sân tôi thường nổi nóng, nhưng sau buổi tập các bạn có thể hỏi tôi cặn kẽ chi tiết mọi thứ như thế nào. U23 Việt Nam sẽ đấu tập với U21 Hà Nội vào chiều ngày 10 tháng 8. Ngày 14 tháng 8, đội sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn trước thềm giải đấu. Tại đây, đội sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 15 tháng 8. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ những nhân tố mới của U23 Việt Nam. Danh sách sắp tới của đội có những cầu thủ 16 tuổi như Bảo Ngọc, Lâm Vũ, Công Phương. Ở lứa tuổi nhỏ như thế mà tham dự giải U23 Đông Nam Á, tôi chắc chắn họ sẽ là những ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn kết luận.